Chào mọi người, em là Quyết, kỹ thuật công ty Thế Giới Bảo Vật. Hôm nay em xin hướng dẫn mọi người sử dụng cơ bản về thiết main IZ6003 Plus của hãng Goldex. Thì đầu tiên để vận hành thì em xin hướng dẫn mọi người là cách lắp đặt giấy mực đúng cách để mình có thể là sử dụng nó. Thứ hai đó là em xin hướng dẫn mọi người là vệ sinh đầu in để bảo quản dòng thiết bị này được tốt hơn, bảo quản đầu in được hiệu suất cao hơn, tuổi thọ cao hơn. Thì đầu tiên em sẽ hướng dẫn mọi người lắp giấy mực. Đầu tiên thì mọi người có thể là mở nắp máy đây, bằng cách ở đây có cái tay cầm lửa máy đây. Thì em đã chuẩn bị sẵn một cuộn giấy mực ở đây. Thì thân để lắp giấy là nằm phía sau này, anh chị có thể thấy là thân rất là chắc chắn ở phía sau này. Mình gạt cần ở đây, đây cần gạt để giữ cái giấy lại đây, để sát giấy vào mép. Đây mọi người có thể thấy là cái thân này có thể di chuyển ra di chuyển vào, thì mọi người cũng có thể là di chuyển vừa với cái khổ giấy hiện tại mà mình đang sử dụng. Đây, ví dụ như là di chuyển xuống rồi mình đẩy sát vào, gạt khóa lại để cố định cái thân xanh này. Mọi người nhớ nhé, để sát vào để cố định. Thứ hai đó là mình kéo giấy đây, mọi người chú ý ở phía bên dưới, luồn qua đây, luồn qua ở đây, luồn vào đây. Mọi người thấy ở đây có một cái thân cảm biến màu đen ở đây, thì đây mình có thể thấy mình phải luồn giấy vào bên trong đây ạ, luồn theo đường này rồi kéo ra ngoài này. Như vậy là em đã lắp xong giấy. Một số chú ý khi lắp giấy đó là mọi người nhớ là luồn vào thân cảm biến ở phía trong này, chân màu đen này, trong này, luồn đây trong này cho giấy phải luồn qua khe để con mắt nó có thể đọc được. Rồi tiếp theo em xin hướng dẫn là lắp mực. Thường là mực sẽ có hai cục, một đây là quần mực, thì mình chú ý là mặt mực là mặt inside hoặc outside để mình lắp cho đúng. Hiện tại mặt mực của em là mặt outside, mình có thể là nhìn theo hướng dẫn lắp mực ở đây, inside lắp theo đường nào, outside theo đường nào. Đây ở đây có hai trục màu xanh, thì trục phía sau là trục để mình gắn loại mực, thì em sẽ gắn mực vào đây. Thế sao mực, mặt mực mình outside nên mặt mực của em là úp xuống mặt dưới để sát vào. Còn đây là trục khu, và mình là lúc mà đã in xong cuốn lại thì mình có thể lấy trục khu này vứt luôn mực đây, để sát vào bên trong. Sau đó là mình luồn mực theo hướng dẫn, theo đường hướng dẫn nha. Đây mọi người luồn qua, luồn qua đầu in đây, luồn qua nguyên cùng đầu in đây ạ. Sau đó để mà cố định với trục khu thì mình có hai cách, một là mình cuộn vài vòng, hai là mình có thể lấy xé một tờ đề can mình dán đây, dán cố định lại vào đây rồi mình cuốn. Nó có thể là cuốn vào cửa 2-3 vòng. Đây, rồi mình gạt cái cần gạt màu xanh xuống. Đây, mọi người có thể thấy là như vậy là em đã quá trình lắp giấy mực đã hoàn thành, rất là đơn giản nhanh chóng. Tiếp theo luôn thì em cũng xin hướng dẫn mọi người vệ sinh đầu in, vệ sinh đầu in của máy. Thì để trước khi vệ sinh đầu in là mọi người nhớ là tắt nguồn máy. Rồi các bước vệ sinh, đầu tiên mình mở cùng đầu in lên, tháo mực ra, tháo mực phải ra, cuốn giấy lại. Rồi để phục vụ cho việc vệ sinh này mình dùng cồn 90 độ, mình có thể rất dễ dàng mua trong các quầy thuốc y tế và bông gòn. Đây mình xé một ít bông gòn, mình cầm một ít cồn vừa đủ lên bông gòn, cồn vừa đủ. Thì đây là vị trí cần vệ sinh. Đây mọi người có thể thấy là dưới này là đây là nguyên cùng đầu in của máy. Thì phía trong này nó có một cái đường bằng inox. Trong này mình có thể thấy là đây là cái đầu in, cái điểm đốt, cái điểm quan trọng nhất. Tại vì mình sẽ dùng cồn với bông gòn, mình vừa tẩm vệ sinh lau qua vị trí đó. Các bạn nhớ lưu ý là mình chỉ có lau qua một chiều, không trà đuôi trà tới. Nhớ rồi sau đó mình sẽ lấy một miếng bông gòn khác rồi mình lau lại cái vị trí đó, lau với một lực vừa phải đó. Trong quá trình mình vệ sinh thì mình tránh để nhận thay đồng hồ hoặc là vật cứng nhòn tác động lên đầu in, như vậy là dễ làm trước đầu in. Lúc mà mình vệ sinh xong đấy, mình vệ sinh luôn trục lưu lơ ở bên dưới. Trục đây là trục cao su đây. Các bạn nói đấy, mình lau luôn, cuốn mình lau luôn cái trục này.
sạch như lúc nào mà mình thấy cái bông gòn của mình trắng là coi như là đầu in của mình đã sạch ok. Các bạn để đợi cỡ 1 đến 2 phút thì lúc đó là cồn ở đầu in và trục ruler đã bay hơi hết. Thì mình có thể là lắp giấy mực vào lại và tiến hành in bình thường. Vừa rồi em đã hướng dẫn các bạn lắp giấy mực cũng như là vệ sinh đồ in đối với máy AZ653 Plus của hãng Godet. Đây là một dòng máy in công nghiệp. Thì cái thao tác vệ sinh đồ in nó tuy rất đơn giản nhưng là một phần rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của đầu in, nên mọi người chú ý là thực hiện quá trình này. Mình có thể thực hiện là một tuần mình có thể vệ sinh một lần, hoặc là quá trình mình in nhiều thì mình in cỡ 10 cuộn giấy mình có thể là vệ sinh đầu in máy một lần để đảm bảo được tuổi thọ và độ bền của máy được tốt hơn. Mọi thắc mắc hoặc là cần thêm chi tiết, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn mọi người.